Chào mọi người, mình đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Mình đang chuẩn bị đi Malaysia nha mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch Malaysia tự túc nha mọi người. Mọi người nhớ xem hết video của mình nha. Việc đầu tiên là book vé máy bay. Thì mình book vé máy bay ở trên trang web Traveloka. Tùy vào cái thời điểm mà mọi người book vé, nó sẽ dao động từ khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu là vé khứ hồi. Thường á, thì mình sẽ book trước khoảng 2 đến 3 tháng. Bây giờ mình bắt đầu đi lên máy bay. Nói chung á, thì đi du lịch tự túc Malaysia nó cũng dễ lắm mọi người. Và cái giá thành ở bên đó thì nó cũng tương đương như ở Việt Nam mình. Trước khi đi á, mọi người nên đổi tiền trước nha. Mình chỉ cho mọi người cái địa chỉ mà đổi tiền được cái giá tốt á, là mọi người ra số 86 Mạc Thị Bưởi, thành phố Hồ Chí Minh nha. Good morning, guys. It's our pleasure to welcome you aboard Air Asia Flight EK521 to Honolulu. Chuyến bay của mình là khoảng 2 tiếng nha mọi người. Và mình vừa mới đáp xuống sân bay Malaysia. Bây giờ mình đang tiến vào khu vực bên trong. Mọi người đi cùng mình nha. Sân bay của Malaysia nó cũng khá là rộng á mọi người. Mọi người lúc mà mình rảnh á, có thể đi vòng vòng trong đây tham quan cũng được nè. Địa điểm tham quan của mình lần này á, là mình sẽ đi Kuala Lumpur. Thì bây giờ mình sẽ bắt Grab đi từ sân bay đến Kuala Lumpur. Thì cái giá tiền Grab khoảng 80-90 ringgit, là tầm khoảng 4-500 ngàn Việt Nam á mọi người. Ở trong sân bay cũng có cái bus station á, mọi người cũng có thể đi xe buýt cũng được nha. Nhưng mà mình muốn cho nhanh á thì mình sẽ đi Grab. Sau một tiếng đi Grab thì mình đã tới khách sạn. Khách sạn này á là mình đã đặt ở trên Traveloka trước luôn á mọi người. Khách sạn này là khách sạn Novotel, thì giá là tầm gần 2 triệu một đêm nha mọi người. Cũng có nhiều khách sạn giá rẻ hơn, thì mọi người có thể lên trên Traveloka để tham khảo. Đây là phòng của mình ở, rất là tiện nghi, có cái bàn để làm việc luôn. Từ khách sạn này đi qua cái Mall Pavilion á, thì nó rất là gần luôn á mọi người. Có thể đi bộ qua được, xíu nữa mình sẽ đi bộ và quay cho mọi người xem nha. Và đây là cái cảnh ở bên ngoài của khách sạn nè. Đây là cái view ở phía sau á mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi bộ từ khách sạn sang Pavilion. Đây là cái mall rất là lớn ở Kuala Lumpur Center nha mọi người. Khi đến Kuala Lumpur thì mọi người nhớ tham quan Pavilion rồi KLCC. Cảnh rất là đẹp nha mọi người. Ở những video sau thì mình sẽ chia sẻ cụ thể cho mọi người xem.
Nhắc đến Malaysia thì không thể nào mà không nhắc đến Musangkin Durian. Đây là một loại sầu riêng nổi tiếng ở Malaysia và cái loại sầu riêng này nó cũng khá là cao. Nó dao động từ khoảng 60 cho đến 100 ringgit một ký nha mọi người. Để thưởng thức cái món này á, thì mọi người nên đến vào thời điểm từ tháng 6 cho đến tháng 9 nha. Đây là cái mùa của nó. Đây là phía trước Pavilion Ban Đêm nha mọi người. Thì nó cũng giống như cái phố đi bộ ở Nguyễn Huệ của mình vậy đó. Mọi người có thể đi dạo nè. Rồi lâu lâu nó cũng có nhiều cái ban nhạc họ biểu diễn ở ngoài đường phố á mọi người. Nhưng mà an ninh đó thì nó cũng không có được tốt á, cho nên mọi người sử dụng điện thoại cũng cẩn thận nha. Một món nên thử nữa đó chính là durian tofu pha. Đây là cái đậu hũ sầu riêng, nhưng mà sầu riêng này là sầu riêng tươi nha mọi người. Thì mình sẽ thử và cho mọi người xem menu nha. Cái diện tích nó cũng khá là nhỏ nhưng mà rất là đông người đến đây ăn á mọi người. Giá món ở đây thì tầm mười mấy ringgit cho đến hai mươi mấy ringgit. Và mình sẽ chọn ăn cái món đó là sầu riêng, đậu hũ sầu riêng nha. Ở phía trong có bán bánh ngọt nhìn nữa, cũng hấp dẫn lắm nha mọi người. Thì xíu nữa mình cũng sẽ thử một cái. Đây là cái bánh hương cốm này, giá như mình quên rồi, hình như hồi nãy là khoảng 15 ringgit đó mọi người. Còn đây chính là cái ly tàu hũ sầu riêng của mình, giá 25 ringgit, tiền Việt Nam là khoảng 100.000 á mọi người. Bây giờ mình sẽ đi trải nghiệm mà tàu điện ngầm ở bên đây. Phương tiện đi lại ở bên đây thì mọi người có thể đi bằng xe Grab nè, hoặc là xe buýt, hoặc là tàu điện ngầm.
thì cái tàu điện ngầm nó cũng khá là phổ biến ở bên đây á, nó cũng dễ đi lắm nha mọi người. Mọi người nhớ để ý cái lộ trình của mình, nó sẽ có cái màu, thì mọi người cứ đi theo cái màu của nó cho nó đúng. Nếu mà mình không biết thì mình cứ hỏi người dân địa phương ở đây nha. Khi mọi người mua vé thì mọi người sẽ có cái đồng xu, cái thẻ màu xanh để mọi người đi qua cổng, và mọi người nhớ giữ lại để khi cái đường lúc mà mình kết thúc cái chuyến đi á là mình sẽ bỏ vào trong cái lỗ luôn nha. Ở bên đây Grab thì chỉ có GrabCar thôi chứ không có GrabPay như ở Việt Nam mình, thì chi phí nó cũng sẽ là khá là cao, cho nên mọi người trải nghiệm cái tàu điện ngầm này sẽ thích hơn ha. Đây là cái quầy bán vé tự động nha mọi người. Ở đây nó có hướng dẫn á, mọi người cứ làm theo hướng dẫn là được. Ở trên cái màn hình nó có hiện cái loại tiền được áp dụng để mua ở đây á, mọi người mua cho nó đúng nha. Tại vì những cái tiền mệnh giá lớn quá nó sẽ không có cho phép mình mua ở đây. Xanh này là cái miếng để đi qua cổng nha mọi người. Còn cái quầy này á, là để nạp tiền vào thẻ. Thẻ thì mọi người có thể sử dụng được lâu, cứ top up tiền vào và sử dụng, không cần phải mua từng vé như ở cái quầy tự động. Thì bạn nào mà có thẻ thì lại đây top up nha. Khi đi qua thì mọi người nhớ đặt cái đồng xu ở trên để đi qua, nhớ giữ lại để khi mà mình kết thúc cái chuyến hành trình á, mình sẽ bỏ vào trong cái lỗ của cái máy. Có những chuyến là nó nối chuyến á, thì khi mà mình đi nối chuyến mình không cần phải dùng thẻ. Nói chung á, là khi đi mọi người không rõ thì cứ hỏi nhân viên ở đây nha. Sử dụng tàu điện ngầm ở bên Malaysia thì nó cũng khá là simple, nhưng mà nó cũng có nhiều cái problem, như là khi mà họ thay đổi cái đường ray á, do nó bị hư thì họ không có thông báo, và mình cứ đi như vậy á, mình sẽ dễ bị nhầm. Thì mọi người nhớ để ý cái lộ trình của mình nó có cái màu, và mình cứ đi theo cái màu. Trường hợp á, mình thấy có gì nó sai sai á thì mình hỏi cái nhân viên ở đây nha.
trên bản đồ nó hướng dẫn đó mọi người. Ví dụ như mình đang ở Vidu và mình muốn đi tới Titi Quang Sa thì mình sẽ chọn cái màu cam. Ngồi trên đây ngắm cảnh đường phố Malaysia thì nó cũng đẹp lắm nha mọi người. Go to somewhere else, okay? Fine, okay? Yeah.